Bản tin GTV AOE sẽ có những tin chính sau đây. Giải đấu AOE Facebook Gaming Creator Cup đã tìm ra 4 đội lọt vào chung kết tổng. Thái Bình chào đón tân binh mới. Cần bao nhiêu lâu để Hồng Anh có thể khôi phục lại phong độ sau khoảng thời gian mất tích? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin GTV AOE. Và như thường lệ thì mở đầu bản tin, chúng ta hãy cùng nhau đến với những diễn biến mới nhất tại vòng 16 giải đấu AOE Facebook Gaming Creator nhé. Giải đấu AOE Facebook Gaming Creator Cup 2019 đã chính thức kết thúc vòng loại. Phải đến vòng đấu cuối cùng, ban tổ chức mới xác định được 4 đội lọt vào vòng chung kết tổng, bao gồm Ifan VNBB Club, Sparta, Nghệ An và Smartman Hà Nam. Nếu có giải thưởng cống hiến nhất, chắc chắn Team Skyred sẽ là ứng cử viên nặng ký khi thi đấu với một đội hình không được đánh giá mạnh. Nhưng bằng sự cố gắng của toàn đội, Skyred chỉ chịu nhường vị trí top 4 sau vòng đấu cuối cùng. Sau một thời gian vắng bóng, game thủ Hồng Anh đã chính thức quay trở lại và sẽ tiếp tục sát cánh cùng clan Thái Bình để chinh phục những danh hiệu mới trong năm 2020. Trong thời điểm phong độ thi đấu của Thái Bình có dấu hiệu tuột dốc không phanh thì họ lại đón nhận sự trở lại vô cùng đúng lúc của Hồng Anh. Việc Hồng Anh trở lại giống như một cơn mưa rào giúp clan quê lúa thoát khỏi cơn khát dai dẳng trong suốt 3 tháng vừa qua. Cho đến thời điểm hiện tại, dù Hồng Anh chưa thể trở lại cầm chuột thi đấu cho đội nhà, nhưng sự có mặt đúng lúc của anh đã làm fan hâm mộ Thái Bình cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Sự xuất hiện của Hồng Anh có thể sẽ là một bước ngoặt đi lên mạnh mẽ đối với Thái Bình trong thời gian tới. Và một tình huống hy hữu đã xảy ra ở giải đấu AOE Facebook Gaming Creator khi một game thủ đã thi đấu cho hai clan trong cùng một giải đấu. Những sự cố hy hữu trong giải đấu AOE Facebook Gaming Creator Cup đã diễn ra rất nhiều lần và trường hợp của Văn Nhất cũng nằm trong số đó. Theo đó, game thủ này thuộc biên chế Smartman Hà Nam. Tuy nhiên, vòng đấu thứ 18, game thủ này lại thi đấu trong đội hình chính thức của B-Luxury Hà Nội ở cuộc đấu quyết định với Skyred. Chiến thắng của B-Luxury Hà Nội sau đó đã phải nhận nhiều lời bình luận không hay từ phía cộng đồng khi người hâm mộ cho rằng điều này là không hợp lý, dù trước đó đã có sự đồng ý của ban tổ chức. Sự cố này cũng một lần nữa gây ảnh hưởng đến tính chuyên nghiệp của một giải đấu lớn và những bất cập trong khâu quản lý game thủ của ban tổ chức giải đấu AOE Facebook Gaming Creator Cup 2019. Hy vọng rằng trong nhiều giải đấu lớn sắp tới, những trường hợp hy hữu như vậy sẽ không còn xảy ra. Xuyên Long và Tiểu Thủy Ngư, một cặp đôi khá mạnh ở thể loại EI Syrian và Hybrid EI Syrian. Tuy nhiên vào một ngày mà Yugi hồi xuân, con chim sẻ đi nắng thi đấu quá xuất sắc thì cặp đôi Liên Quân Ego đã giành chiến thắng khá thuyết phục. Chiến thắng hủy diệt với tỷ số lần lượt là 5-1 và 5-3 ở hai nội dung 22AC Yamato và 22AC của Liên Quân Chim Sẻ Đi Nắng Yugi trong buổi giao hữu vào sáng ngày 8 tháng 1 trước Sen Long Tiểu Thủy Ngư đã khẳng định rằng cặp đôi tới từ AOE 6699 đã không còn là vô đối. Chiến thắng này cũng khẳng định đẳng cấp vượt trội và sự ăn ý của cặp đôi Chim Sẻ Đi Nắng Yugi. Đối với Sen Long Tiểu Thủy Ngư, họ cần phải nhanh chóng lấy lại được phong độ của mình nếu không muốn bị tuột dốc không phanh trong bối cảnh các game thủ Việt Nam đang mạnh lên từng ngày. Trở lại sau một thời gian vắng bóng, liệu thần đồng người Phú Thọ sẽ mất bao lâu để lấy lại phong độ được Lan Thái Bình vượt qua giai đoạn khó khăn này? Hồng Anh, chàng game thủ cực kỳ nổi tiếng của AOE Thái Bình cũng là một trong ba game thủ xuất sắc nhất của AOE Việt Nam. Nhắc tới Hồng Anh, người ta sẽ nhớ đến sở trường cung R, đặc biệt là điều cung thần thánh, những pha máy móc cực kỳ khó chịu đã làm nên thương hiệu của anh. Anh cùng Chim Sẻ Đi Nắng và BB tạo nên tam giác vàng của AOE Việt với lối chơi cực kỳ bá đạo và hiếm có game thủ nào có thể đánh một cách song phẳng nhất với một trong ba game thủ này. Tuy nhiên vào tháng 9 năm 2019 vừa qua, vì lý do cá nhân mà Hồng Anh bỗng dưng mất tích khỏi làng AOE Việt. Sự vắng mặt của game thủ sinh năm 96 này không chỉ để lại dấu hỏi lớn cho các fan hâm mộ đế chế mà còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ của clan Thái Bình, một trong những clan hàng đầu thời điểm hiện tại. Sau hơn 3 tháng tạm cất phím buông chuột, Hồng Anh bất ngờ tái xuất vào những ngày đầu năm 2020. Sự trở lại của Hồng Anh giống như một sự kiện lớn trong cộng đồng và tạo ra một bầu không khí sôi nổi với hàng loạt những thảo luận kèo đấu hot được đề xuất cũng như những thay đổi của Thái Bình trong tương lai. Chúng ta đều hiểu, clan quê lúa cần sự trở lại của Hồng Anh vào lúc này hơn ai hết. Dù chưa thể lấy lại phong độ ngay lập tức, nhưng chắc chắn rằng với sự trở lại này, Thái Bình ít nhiều sẽ đi đúng quỹ đạo của mình. Sự có mặt của một game thủ top 1 như Hồng Anh sẽ tạo ra rất nhiều khác biệt trong lối chơi của Thái Bình và quan trọng hơn là họ sẽ có một đội hình hoàn chỉnh, không chắp vá. Hiện tại, Hồng Anh chắc chắn sẽ không thể có được phong độ max ping nhất. Tuy nhiên, sự trở lại kịp thời này đã ít nhiều tạo cảm giác yên tâm cho người hâm mộ. Hãy cho họ thời gian và biết đâu sự trở lại này sẽ là một bước ngoặt đi lên của AOE Thái Bình. Như vậy là bản tin GTV AOE tuần này đã chính thức khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
Trước khi nói lời tạm biệt, xin mời mọi người hãy cùng xem tại sao Hồng Anh lại quan trọng với Thái Bình như vậy. Và đừng quên là hãy đồng hành và ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh GTV trên nhiều nền tảng như Facebook, YouTube, Kapo nhé các bạn. Và cảm ơn GTV Plus đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại. Tên này có chơi được không? Vâng, chém chưa phải là chém 4, lùi. Mới đây Hồng Anh, vâng, Xe Long có cũng tên đứng quần và rỉa chém của Hồng Anh là khá tốt. Hồng Anh có làm một kích, vâng, Hồng Anh có làm một cái đội ở từ 6 giờ đổ lên hay không? Hãy nhớ rằng Xe Long bò nhà bằng ruộng. Xe Long bò nhà bằng ruộng, cơ hội để cho Hồng Anh có thể có tên lọt vào nhà của game thủ Xe Long. Bây giờ thì cung R bắt đầu tụ được vào, Hồng Anh đang chuyển từ thế công về thế thủ. Bây giờ là bốn nhà BL đều sóc đều. Có chia làm hai đội để bắt quân đối phương không? Vậy Xe Long nó có giáp 4 hay chưa? Những con cùng R để xem nào. Vâng, họ tách cùng R vào bên trong. Nhưng Hồng Anh đang muốn đổi nhà thì phải. Cùng R đã lọt vào bên trong, hãy cẩn thận. Một con R lọt vào bên trong. Không sao. Vâng, một tên đổi nhà đến từ Hồng Anh. Quân Xe Long đang đầu xong, kéo về. Vâng, có thể gọi là rất quái đến từ game thủ Xe Long nhưng không hề xoắn ở trong tình huống này. Rất nhiều chém của game thủ Hồng Anh ở trong tên thi đấu công nhà của game thủ Xe Long. Bây giờ thì Xe Long đứng thủ, thế đứng quân là khá đẹp dành cho game thủ của Trung Quốc. Và Xe Long đang muốn bắt quân. Vâng, có thể thấy Xe Long đánh cực kỳ hay. Nhưng bây giờ thì Hồng Anh cũng một tên đẩy lên và với em của game thủ Hồng Anh, tên này Long không thể nào mà chạy nổi. Để ý tập trung với em ơi. Rất nhiều cung R của game thủ Xe Long phải nằm xuống. Chém đang có lợi thế nhưng cung R của Hồng của Xe Long không hề ít. Và Hồng Anh lao vào luôn. Tên này có chơi được không? Số lượng chém là cực kỳ đông. Này thì đánh chắc nhà với cả chúng tôi này. Này thì chắc nhà bằng cung R của Xe Long chưa có giáp 4. Và không thể đỡ được tên này. 4-0 dành Hồng Anh. Vâng, cho 2-3 và 4-0 dành Hồng Anh. Hồng Anh cho game thủ Xe Long X-0 ở trong kèo đấu Yamato và Asian. Vâng, Hồng Anh đã chứng minh cho game thủ Xe Long thấy là dù tôi có sừng là hai tôi anh chắc nhà.